Xem tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 tháng 6 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho mọi người. Điều đó đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền, đau khổ, thì những quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu vẫn luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Cũng chính nhờ lòng tốt luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời ưu ái cho tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 6 âm lịch này. Thưa quý vị, trong tháng 6 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi chèo mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, vận cát nhiều hơn là vận hung, sự nghiệp luôn được thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đến mỏi tay không hết. Vậy thì trong tháng 6 âm lịch năm 2022 này thì vận trình của những người tuổi Quý Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi cùng với Phong Thủy Gia Cát trong video phân tích ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Dậu sinh năm 1993 mệnh kiếm phong kim. Tài vận của con giáp này rất tốt, tuy nhiên tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra. Thế nên tay làm thì hàm nhai, mà tay quay thì miệng trễ. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung, mà tuổi Quý Dậu cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Trong công việc, đây là người sẽ nắm bắt quyền lực trong tay. Có lẽ cũng vì vậy mà họ khó tìm được người phù hợp khi làm việc chung. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi mà làm việc độc lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do và làm chủ, nên bản thân họ hợp nhất vẫn là đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không kêu bo bẩn tiện. Là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng nhanh được ký kết. Là khách hàng của họ thì thấy bán buôn hay được giảm giá. Đối với Quý Dậu, việc kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ như ăn cơm uống nước chẳng mấy đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Xem tử vi tháng Đinh Mùi trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Quý Dậu có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình đã làm, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi chưa thành được mục đích đã đề ra. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ tìm được cũng như là được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không mong muốn. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Quý Dậu năm nay gặp phải sự kìm hãm từ hung tinh nên dễ dàng bỏ lỡ cơ hội phát triển hay mở rộng sự nghiệp. Có thể là vì bạn thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung nên cơ hội đến thì không kịp nắm bắt. Nếu không chấn chỉnh tinh thần do chính mình thì bạn khó đạt được thành công như mong đợi. Gia chủ cần chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng làm mọi thứ quá cứng nhắc, bảo thủ. Việc học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước là vô cùng quan trọng, đừng bao giờ tỏ ra e ngại. Con giáp này còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi, khiến cho những người tuổi Quý Dậu đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi, công danh sự nghiệp bị cản trở. Suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho tuổi Quý Dậu dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể nào đứng lên được, cần phải tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh, gia chủ nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ, có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón thêm được nhiều may mắn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc. Trong tháng 6 âm lịch này, các quý vị gia chủ sẽ gặp những khó khăn trong việc kiếm tiền. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại.
tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Người làm đầu tư kinh doanh có một năm khá vất vả nếu muốn kiếm ra tiền, tuy nhiên số tiền ấy cũng không phải là quá dư giả. Bạn cần chủ động cạnh tranh với người khác nếu muốn chiếm ưu thế trong thị trường. Nếu chăm chỉ làm việc, làm thêm các công việc tay trái, bạn vẫn có thể kiếm được một khoản thu phụ dù không quá dồi dào nhưng vẫn đủ để giúp cải thiện cuộc sống. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe. Về cơ bản, người sinh năm 1993 không gặp phải vấn đề quá lớn về sức khỏe trong tháng này. Tuy nhiên, nếu là người lao động chân tay thì nên đảm bảo các nguyên tắc an toàn khi làm việc, tránh để xảy ra bị thương hoặc là gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy chú ý chế độ ăn uống, tránh đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, cũng như có thời gian làm việc nghỉ ngơi điều độ và vận động hợp lý để cơ thể luôn ở trạng thái sung sức, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp. Các quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, người độc thân có cơ hội gặp gỡ một vài đối tượng khác giới. Trước mắt bạn hãy mở lòng để kéo gần khoảng cách với mọi người. Nên nhớ không nên vội vàng đi tới quyết định đến với ai chỉ vì cho rằng mình đã quá lớn tuổi. Hôn nhân chính là chuyện cả đời, nếu bạn quá vội vã thì có thể tương lai mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp như ý. Người đã có gia đình sống trong những ngày tháng yên bình, vợ chồng dễ dàng thấu hiểu lẫn nhau, giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có. Tuổi Quý Dậu cũng luôn coi những người thân yêu nhất của mình chính là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành mục cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất và tuyệt sửu. Đối với những quý vị gia chủ tuổi Quý Dậu trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 6 năm 2022, tức ngày 1 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 6 năm 2022, tức ngày 13 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lưu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 6 năm 2022, tức ngày 25 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Dậu trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 6 năm 2022, tức ngày 2 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Nạp giáp là Bính Thìn, nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức ngày 14 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ
tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người sinh năm 1993 trong tháng 6 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng đã biết được là mình cần phải làm gì trong tương lai rồi, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Phong Thủy Gia Cát xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.